Vô săn váy mấy chế yêu ơi, rất là nhiều siêu phẩm sale trong bài livestream ngày hôm nay nha. Cả dành tranh thủ vô livestream liền với em, thấy thích cái mã váy nào cứ việc comment ngay cho em. Mã số sản phẩm và số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chạy hàng chờ sale cho mấy chế đẹp mình luôn nha. Săn sale ngay bây giờ với em cả nơi, rất là nhiều cái chương trình sale chỉ áp dụng online thôi. Chỉ khách nào mình đặt hàng nhanh á, chắc chắn là sẽ có đơn hàng nha. Còn chỉ khách nào mà mình đặt đơn chậm tay quá là nó hết hàng nha mấy chế yêu ạ. Tranh thủ giùm em ha. Rồi, em sẽ lên trước cho cả nhà mình cái mẫu đầm này. À, cả nhà sắp tới em có về cho mình đầm maxi mà 3 tầng luôn, nhưng mà maxi hoa nhí nha. Đó, sắp tới thì em sẽ có về cho mình maxi hoa nhí 3 tầng ha. Còn rồi, còn cái đầm em đang mặc đây nè là maxi chấm bi 3 tầng. Rồi, mẫu em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1578. 1578 cả nhà. Rồi ngày hôm nay em sale luôn là 159.000 1578. Mình đặt đơn comment ngay cho em mã nha, 1578, và số điện thoại cho em là được, em tư vấn và dàn chờ sai cho mấy chế đẹp mình luôn. Trời ơi, nó xuất sắc nè. Đầm này trước lại vải của em đã dòng vải von gân ha, phần tay may một lớp, thân váy kỹ lưỡng cho cả nhà mình hai lớp, có khóa kéo nằm đằng sau lưng luôn, dáng đầm phong xòe. Cái chất von tâm này cả nhà cứ yên tâm, váy này thì mặc lên nó rất là mềm, không những mềm nè, nó mát nè, nó còn rất là nhẹ luôn ha. Rồi mẫu em đang mặc, mã số em nói là 1578. Chị khách nào mình đặt đơn cứ việc bình luận ngay cho em mã số nha, 1578, và số điện thoại em tư vấn cả nhà ơi. Rồi 1578 và số điện thoại em tư vấn và chị hàng chờ sai cho mấy chế đẹp mình luôn. Ngày hôm nay chỉ còn có giá tiền là 159.000 đồng thôi. Trời ơi, xuất sắc. Cả nhà thấy bài like của em á, cho em xin một nút chấm tương tác bài like đi. Cả nhà cho em xin một nút chấm tương tác bài livestream đi cả nhà ơi. Thấy thích cái mã váy nào cho em xin phía dưới nha, mã hàng với số điện thoại cho em là được ha. Em tư vấn cho mấy chế đẹp mình luôn nha. Rồi em đang mặc cho người 1578, giá của em nó sẽ là 159.000 đồng nha cả nhà ơi. Với lại cái thắt lưng này đẹp nè. Thắt lưng này hôm nay có về cho mình rồi đây nè. Cái này là TL32 nè cả nhà ơi. Đẹp quá trời nè. TL32 hôm nay em về cho. Ủa em mới về 25 cái giờ còn có 13 cái. Hôm qua em về 25 cái cả nhà ơi. Giờ còn có 13 cái nè, cái này là TL32 nè cả nhà. Giá có 55.000 đồng. Ngày hôm nay thì em có xe thắt lưng luôn ha. Thắt lưng bên nhà em thì sẽ đồng giá là 55.000 đồng hết. Với lại có nón, nón cói bên nhà em thì giá của em nó sẽ dao động tầm khoảng là 99.000 đồng, 119, 129.000 đồng ha. Rồi thắt lưng này mã của em nó là TL32. TL32 giá 55.000. TL32 giá 55.000. Cả giờ đặt đơn comment ngay cho em TL32 kèm số điện thoại giá 55. Còn đầm đang mặc trên người, mã số của em nói là 1578. 1578 ngày hôm nay shop sale rẻ cho cả nhà mình luôn. Chị còn có giá bao nhiêu ạ? 1578 chỉ có giá là 159.000 thôi, 159. Cả nhà đặt đơn comment ngay cho em phía dưới mã hàng với số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chị hàng cho cả nhà mình nha. Cả nhà chị em xíu nha. Rồi chị em xíu nha, chị em xíu nha, em vô đây cái. Em vô em coi comment của mấy chế mình. Cả nhà chờ em xíu nha. Đây, bình tĩnh cả nhà ơi. Rồi ok. Cho em xin một nút chấm tương tác và like. Ủa văng đi đâu mất tiêu rồi. Rồi. Cho em xin một nút chấm nha. 1578, 159 thắt luôn này là TL32 có nón luôn. Trời ơi, cái nón này mua đi cả nhà ơi, cái mũ này hồi bữa em hết hàng rồi nè, em mới về được cho mình ít thôi à, không có nhiều. Đó, hàng có sẵn nha, hàng có sẵn nha. Đẹp không? Vành to luôn. Trời ơi, che nắng rất tốt luôn nè. Mũ này cả nhà ơi, mũ này mũ 23. Mũ này mũ 23, thích thì chốt đơn liền giùm em luôn. Mũ 23 kèm số điện thoại. Mũ 23 nha, mũ cói cả nhà ơi. Mũ cói thì giá của em đó dao động nhiều giá lắm. Thì trong đó là em sẽ có 3 giá cho cả nhà mình ha, là 99.000, 119 và 129.000. Có đầm công sở vải dày xíu không em? À vải dày á hả chị? Có. Em có đầm vải dày nha chị ha. Chờ em xíu em lên đầm vải dày cho. Rồi, đầm em đang mặc mã của em đó là 1578. Chị nào thích vải dày, vải mỏng, vải sao đó, maxi dài hay là gì đó cứ báo em nha. Đó, rồi 1578, 159. Nón này là nón 23. Nón này là nón 23 hoặc là mũ 23 bình luận cho em. Giá của em nó chỉ có 99.000 thôi. Rồi, 99.000 đồng ha. Rồi, nhanh tay lên đơn chút liền dùm em.
mã hàng với số điện thoại trên bàn được em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn ha. Chốt ngay hôm nay nha cả nhà, không áp dụng bên ngoài nha, nhanh tay lên đơn chút lại giùm em ạ. Rồi lên tầm công sở vải dày dày một tí nha, chị thích dán xòe hay là chị thích dán hơi ôm ôm? Thôi em lên nhiều kiểu đi, em lên nhiều kiểu cho mình coi đi ha. Rồi em lên cái vải dày dày trước á, vải dày mà dán hơi ôm ôm xíu đi ha. Cái này thì em chỉ còn một cái á, một size thôi được không? Nhưng mà em sẽ xả là 129.000 cho chị luôn. Ok không chế, chờ em xíu nha để mặc nó lên nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1398. Đó, cổ vét luôn, vải dày cho chị Mỹ Hạnh nha. Tay lỡ ôm eo nè, đó cái dáng nó hơi suông suông như thế này, ôm ôm nha. Đầm này chất poly á chị, vải dày luôn, bao dày luôn á chị ơi. Nhưng mà cái vải này em nghĩ là chịu, mình nên mặc máy lạnh hoặc là mình mặc đi chơi gì đó ở ngay chỗ mà nào mà có máy lạnh á. Đó, mát mát á thì ok á chị. Vì vải này cũng tương đối là dày nha. Hôm nay em hơi béo một xíu thì thông cảm cho em nha. Rồi, ủa em đang mặc, dạo này em bị tụt huyết áp á mấy chế. Cái ăn em ăn chè, em ăn bánh ngọt, ăn đường nhiều quá cái em bị béo lên. Sao giờ này em dễ bị tụt huyết áp quá à? Rồi mẫu em đang mặc trên người là 1398 nha. Giờ này dễ tụt huyết áp quá cả nhà ơi. Bổ sung đường nhiều quá, nay em bị béo lên xíu rồi. Rồi em mặc đồ hơi không đẹp lắm, cả nhà mình thông cảm giùm em nha. Em 54-55kg nha. Ui trời ơi em sạc pin không vô sao vậy ta. Rồi cái cục sạc có vấn đề nè. Rồi đây cả nhà ơi, 1398 sale luôn, 129.000 đồng. Đồng này size XL 54kg cho tới 60kg men vừa, 54 cho tới 60kg men vừa dùm em. Rất là đẹp luôn ha. Rồi em hơi tròn người rồi nha, nhìn đỡ dùm em cái nha. Đó, cái em mặc trên người là cái size M rồi, hôm em hơi tròn xíu rồi. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã là 1398, 1398 giá bao nhiêu ạ? 129.000 đồng. Dạ đầm 3 tầng em hết size E82 rồi. Sắp tới nè chị Cúc Nguyễn, để em cho chị coi này, khoan chờ một xíu nha, em ghim cái này cái. Em ghim cái mã này cái rồi rồi em cho mình coi cái mã mới. 1398 là mẫu em đang mặc, có size từ 54kg cho tới 60kg men vừa, E74 cho tới E80, sale luôn 129.000 đồng. Chất liệu vải poly ha, vải này vải poly nha cả nhà ơi. Rồi rất là xinh luôn. Rồi bây giờ em sẽ cho cả nhà mình xem. Ủa sao tóc của em này nó bị ấy vậy ta? Rồi em sẽ cho mình xem cái đầm để em nhá cho mình cái. Là một vài bữa nữa mà em có hàng và em sẽ lên luôn cho mình, ok không? Ok không? Chế ơi, cái đầm này sắp về 3 tầng dài, ôi là dài luôn. Đây 3 tầng luôn nha, 1 tầng nè, 2 tầng nè, 3 tầng nè chị, chỗ đẹp không? Cái vải nó siêu đẹp luôn chị, cái này là hàng mới nha, nhưng mà em chưa có, vài bữa nữa có là lên nè. Ôi ôi, hoa nhí nè, dễ thương quá trời luôn, có vải nào coi dạng mát hơn không em? Có chị ơi, nhưng mà dày dày thì không có dày đâu, vừa vừa thôi chứ không có dày dữ đâu chị nha. Trời ơi đẹp không chị, dễ thương không? Mấy cái kim tuyến này nè là không có bong tróc gì hết trơn luôn. Nè nhìn cái kim tuyến cho em đi, cái vải này da dày lắm nha, cái vải này rất đẹp luôn. Trời ơi cái đợt sau về cái này nha, vải siêu đẹp luôn. Trời ơi von hàng á, von hàng mà loại mà xịn luôn á cả nhà, rất đẹp. Rồi có phối kim tuyến nè, rồi có hoa nhí nữa, dễ thương, có màu dễ thương ha. Đó, mặt trắng mà dễ thương lắm, mà 3 tầng cho mình luôn nữa, dài luôn, đẹp lắm chị. Thì sắp tới có về, rẻ thôi, rẻ thôi, không mắc, rẻ thôi nha, 200 mấy thôi. Rồi, à chị ơi, công sở đúng không? Công sở một lớp mà, có vải có co giãn đúng không chị? Nhưng mà không có cổ được không? Cổ đắp chéo đi, lên cái cổ sang sang được không chị ơi? Ha, lên cái cổ sang sang được không chị? Chứ vải co giãn thì chắc chắn là nó mát rồi đó. Đó, nhưng mà nếu như mà vải dày thì lấy cái này. Cái này thì vải nó hơi nóng nhẹ nha. Mình mặc á, nếu như mà mặc mà đi làm ở nơi là có máy lạnh thì nên mua cái này. Em đang sale còn 129.000 đồng, có sao báo dạy cho mình, dễ mặc ha. Vải dày dặn co giãn thì vải này rất là xịn luôn, nhưng mà phù hợp với lại mặc ở phòng lạnh là hợp lý hơn ha. Rồi để em lên cho mình cái khác. Đấy chị, nếu như mà mình thích mà vải co giãn dày mát thì em có cái mẫu này đang sale luôn, đang sale hơi bị đậm đà luôn nè chị ơi, sale đậm luôn nha.
cái loại này em về cho mình. Nền đen bông nhí giá nhiêu em? Trời ơi, chị ơi, em chưa có về. Em chưa có về, bình tĩnh nha chế nha. Chế Hiếu Võ, bình tĩnh nha, em chưa có về. Đó, dễ thương, cái vải đó rất đẹp. Đó, em nhấn mạnh với cả nhà mình luôn, em bao luôn là cái vải nó rất đẹp luôn. Ôi xinh lắm. Chắc em cũng hôn cái cả nhà ơi. Dễ thương quá trời. Dễ thương quá trời, dễ thương lắm, em có mặt rồi. Đó, để vài bữa đi, vài bữa đi, em về cái em báo cho nha. Rồi, đây, tiếp tục mẫu em đang mặc 1729, đầm này maxi dài có co giãn luôn chị. Đầm này mặc đi làm cũng được nè. Đi chơi đi làm gì cũng được nè chị ơi. Vải dày một lớp, co giãn nhiều luôn, siêu mát luôn. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã là 1729. 1729 em đang có cho mình đầy đủ 4 size ML, XL và là cả 2XL. Đầm này báo giá cái hết hồn liền, 199. 199 cho em đi. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em nó 1729 nha, nhấn eo, dáng đầm phông xòe dài, thông cảm giùm em, hôm nay em hơi tăng cân. Mấy này không biết sao thôi nha. À, thời tiết thay đổi á, gió mưa. Em bị tụt huyết áp á cả nhà. Cái em ăn đường nhiều quá. 1729. 1729 cả nhà. Rồi giá của em đó ngày hôm nay sẽ là 199.000 đồng. 199.000 đồng nha. 199 cho em tăng cân mà em biết luôn á cả nhà. Trời ơi, béo ú luôn rồi. 199.000 đồng. Chị khách nào mình đặt đơn cứ việc comment ngay cho em nha. 1729 với số hiệu 199. Dễ thương không? Xinh nha. Màu này rất đẹp luôn nè chị ơi. Đợt trước em có về màu y chang vậy rồi. Đó, thì em về cho cả nhà cái tay này nó đây nè. Em về cho cả nhà cái kiểu này rồi. Là 1722 đúng không? 1722, bây giờ em chỉ còn vài chiếc xả luôn, 199.000 đồng. 1722. 1722 chị khách nào thích cái kiểu mà có cái nơ buộc buộc vậy thì lấy cho em 1722 nha. Nhưng 1722 này chị còn size nhỏ, 65 cân em 85 thôi. Còn cái đầm em đang mặc nè, 80kg em 100. Đầm em đang mặc là 1729, 80kg em 100 nha. Đó. Còn cái em đang cầm ở đây cái cổ khác nè, mình thích một màu mà cổ khác thì lấy cái này. Đó, và cái form này form 7 mảnh, còn cái form em đang mặc là form nhấn eo. Thì lên nó cũng tựa tựa vậy thôi à cả nhà, chứ không có khác biệt nhiều đâu. Quan trọng là thích cái cổ này thì lấy cái cổ đó. Cổ này cổ V có phối cúc ngọc. Cổ này thì cổ nhúng nè, có phối cái dây nơ vậy thôi ha. Màu sắc y chang, vải y chang. Đó. Rồi, đợt trước thì em về 1722 bán rất là chạy luôn. Cả nhà ủng hộ cực kỳ nhiệt tình. Đó, thì trùng hợp là em còn một mớ vải. Em còn một mớ vải, em mang cho mình thêm cái form khác nữa. Về bán giá tặng luôn, 199.000 luôn. Bán giá tặng luôn nha. Cả nhà mua hai kiểu về nhà thay đổi cũng được. Mua hai cái về nhà thay đổi cũng được, rất là xinh. Đó, form ra đẹp quá trời. Mẫu em đang mặc mã số của em nó là 1729 nha, giá 199. Giá 199 ngày đồng, lên nón nha cả nhà, em lên nón xem nha. Em có cái nón này dễ thương nè. Đây, mũ đây là mũ 42, cả nhà mình đặt đơn mũ 42 hay là nón 42 gì cũng được ha. Đó, miễn là các bạn phân biệt được à cái này là nón. Có em có thắt lưng 42 nữa, cho nên là mình nhớ là comment ở phía trước, bình luận phía trước có cái mũ hoặc là nón hoặc là thắt lưng dây địch gì đó nha. Rồi, cái này mũ 42 nè. Điều điệu chưa? Cái vành nè như cái cánh hoa vậy đó. Rồi dây nè, rồi cúc gỗ cho mình nè, mũ 42. Rồi mũ 42 ngày hôm nay sale như cả nhà ơi. Mũ 42 ngày hôm nay sắp chốt luôn. Mũ 42 ngày hôm nay sắp chốt luôn cả nhà ơi. 99.000, hù quá rẻ luôn á. Cái mũ cầu kỳ hoa lá hẹ nhưng mà có 99.000 thôi à. Đẹp không? Xinh không? Không thích mũ cầu kỳ có cái đơn giản. Không thích cầu kỳ có cái đơn giản. Rồi thích phối dây da có dây da, thích phối có vải có vải, thích phối lụa có lụa luôn, thích phối ngọc trai có ngọc trai luôn. Nón bên nhà em là phối hơi bị nhiều luôn á trời ạ. À. Rồi mũ này mũ 42 nha, nghía giùm em cái em qua nè. Đó, ok chưa? Rồi, cho anh coi cái nữa nè. Mũ 42 nha. Coi không kỹ thì kêu các bạn gửi hình qua. Coi chưa kỹ thì kêu các bạn gửi hình qua cho mình nha. Rồi đây cái này mũ 43. Thích đơn giản thì lấy cái này đơn giản hơn tí. Cái này mũ 43 nha, đồng giá luôn, 99.000 thôi. Mũ 43 đồng giá luôn, 99 cành cho chị em mình. Đặt đơn comment ngay cho em mũ 43, 1729 hay XL. Ok, chị Đại Dương có đơn 199 cành, rất rẻ luôn, 1729 này. Dễ thương lắm chị ơi, dễ mặc vô cùng. Vải đẹp, đây là dòng vải y tế hàng. Đây là họ nhà thun nha, coi dẫn nhiều cực kỳ luôn. Không nhăn, trời ơi, cọc tóc này làm ngứa quá.
Rồi không nhăn nha cả nhà ơi, co giãn siêu nhiều. Mũ đây mũ 43 dùng em, mũ 43 nha cả nhà, dễ thương quá. Rồi sale nhiêu? 99 ngàn, 99 ngàn đồng lên đơn mũ 43 dùng em ha. Rồi, em có cho cả nhà mình cái mũ này nè. Mũ này nè, hôm nay em xả rẻ luôn. Xả rẻ cho tất cả các chị em mình luôn, 99 ngàn đồng mũ 40. Mũ 40 99 ngàn đồng lên đơn dùm em cả nhà ơi, dễ thương quá trời. Mũ 40 viền tua rua. Ai da trời ơi, sao cái cọng tóc này của em nó chỉ dữ vậy ta. Rồi mũ 40 cả nhà, mũ 40 sale luôn trong bài livestream ngày hôm nay. 99 ngàn đồng mũ 40 dùm em, mũ 40 ha, mũ 40 99 ngàn. Đó, rẻ không, rẻ không? Rồi, xuất sắc nha. Đó, cây cói đang với dây cước mảnh. Đây cái dây cước đây nè, đây nè dây cước mảnh nè cả nhà ơi. Dây cước rất là mảnh luôn ha. Mảnh lắm, đây cái dây cước nè, dây cước rất là mảnh luôn. Rồi, đẹp không? Đó, thì khi mà đang cây cói với dây cước như thế này, thứ nhất là mình đội lên rất là bền, không có sợ nó mau bị hỏng đâu. Mà cả nhà thấy cái form nè, form em phối rất đẹp luôn. Cái form em phối rất đẹp luôn ha, xuất sắc. Rồi, cái mẫu này mẫu 40 dùm em nha, mẫu 40. Rồi, sale luôn 99 cành cho 99 cành cho tất cả các chị đẹp mình. Đó, rất là đẹp luôn, nhiều mũ lắm, cả nhà thích mũ như thế nào cứ việc bình luận cho em. Giá mũ thì dao động tầm khoảng 99.000 đồng, 119 và 129 vậy thôi, chứ không có đắt hơn đâu ha. Đó, giá nào thì cũng vậy cả nhà, quan trọng là thích cái nào thôi, chứ chất liệu y chang à, không có khác. Rồi đầm em đang mặc trên người 1729 nha, em qua nha, 199 cành, 40 cân cho tới 80 cân, em 100 đổ về mặc đẹp thoải mái luôn, coi giãn nhiều mặt lên chất mát mà màu của nó cũng xinh nữa, màu này dễ mặc vô cùng. Rồi ha, tiếp tục em thay thêm cho mình mã khác. Đây mã này sale rẻ luôn, 159 cành nha. Đây, 159 ngàn. Mẫu em đang mặc mã số của em nói là 1588. Trời cả nhờ cái này vải đẹp nè. Vải này cũng dày mà mát mà co giãn luôn nè chị, đủ các yếu tố luôn nè. 1588 nè chị ơi, đủ các yếu tố mình đưa ra luôn nè. Dày, co giãn, mát, nó thấm hút mồ hôi cao. Lấy cái này mặc dễ chịu vô cùng, có nguyên cái dàn hoa thêu sang ơi là sang luôn ha. Rồi hoa thêu này em thêu bằng chỉ lụa ống á, cho nó tương đối là nó dày dặn và nó xịn sò. Đây nhìn giùm em, đẹp không cả nhà ơi, trời ơi hơi bị xuất sắc luôn ha. 1588 cả nhà, 1588 ngày hôm nay em sale nhiêu cả nhà ơi, chỉ còn có giá tiền là 159 ngàn. 1588 ngày hôm nay sale luôn 159 ngàn đồng cả nhà ơi, quá đẹp luôn. Cả nhà thấy em béo lên đúng không, nhưng mà cái đầm này rất là ốm, mà cái đầm này rất là ốm luôn. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1588. Cả nhà đặt đơn comment ngay cho em phía dưới mã 1588 và số điện thoại 1588 cả nhà, 1588 và số điện thoại, giá của em sẽ là 159 ngàn, rất là rẻ luôn á, đúng không ạ? Chị nào mà mình mua đi bán lại á thì cả nhà mua cái này váy mới 100%, tém mát còn đầy đủ cho mình luôn. Trời ơi, về nhà bán lại em nói thiệt với cả nhà mình bao lời luôn, tại vì á cái giá mà em bỏ sỉ cho cả nhà mình hoàn toàn không có giá 159 ngàn ha. Rồi ngày hôm nay em còn cho mình là hai size M và L, em sale luôn cho cả nhà mình luôn 159 ngàn đồng, chuẩn bị về đồ mới, sắp tới có đồ mới nha, có màu vàng đó, cái em có màu vàng không, sắp tới em có về đồ mới màu vàng. Trời ơi, cái màu này á cả nhà ơi, cả nhà thấy nó vàng vậy đó chứ mặc lên nó trắng lắm luôn. Đây nhìn giùm em nè, trắng không, trắng không mọi người ơi, trắng lắm, cái màu này mặc lên trắng vô cùng luôn, mắt xì dài luôn ha, màu vàng. Đợt sau em có về cho cả nhà mình màu hồng, màu vàng và hoa nhí ba tầng đã, rất là đẹp. Rồi còn nữa nhưng mà thôi từ từ nha, để dành nó từ từ rồi khoe. Rồi em đang mặc trên người mã 1588 sale luôn 159 ngàn đồng, nguyên cái dàn hoa thêu này là em sẽ may lên trên mặt vải, không dán keo và không đính nhựa luôn, đẹp không? Rồi mình thích cái mẫu váy này của em thì lên đơn liền, để lại comment ngay cho em phía dưới mã số 1588 và số điện thoại cho em mà được em tư vấn và chạy hàng giờ xa cho cả nhà mình luôn, giá 159 ngàn. Xin ông phải nhớ ơi, nó vừa đẹp, nó vừa mềm, nó vừa mát, vải dày dặn cho mình luôn và co giãn nhiều luôn. Đầm này chất liệu vải của em đó là xốp dập ly ha, nhiều chị còn gọi là xốp nhăn đó. Trời, cái vải này trên thị trường hiện tại là mình thấy nhiều cả nhà ơi, thấy nhiều, dễ mặc vô cùng luôn. Trời, ít nhất trong tủ đồ chắc nhiều chị khách cũng có phải nói là 3-4 bộ đồ vải này luôn á. Tại cái vải này mặc rất là đã luôn, vải này mặc thích vô cùng. Hai túi luôn, 159 ngàn đồng, dáng dài nha, rồi lên thắt lưng nè.
Cái này cho em xin phép lên ba thắt lưng trong trong cái bàn trong trong cái đầm này nha. Em lên nhanh thôi. Rồi cái này TL31 dây lưng chung, chung này chung dày dặn nè, bao da, da thì mềm. Da thì mềm nha, không có sợ bị gãy. Đó, bẻ cho mình coi, test cho mình coi luôn. Rồi khóa kim loại đính ngọc đính đá, thắt lưng này là TL31 và giá của em nó sẽ là rất bền nha, không có sợ bị chăng cái hộp ngọc này đâu, bền lắm. Rồi, mã của em đó là TL31, TL là viết tắt của chữ thắt lưng ha. Rồi, giá của nó sẽ là 55.000, TL31. TL31 cả nha, giá của nó sẽ là 55.000 đồng. Đặt đơn comment ngay cho em TL31 kèm số điện thoại 55.000. Rồi, để em phối vô cho mình coi. Thắt lưng thì cái khóa kim loại sẽ được đóng vào dây da nha. Đó, rồi. Đó, phối là nó như vậy. Bỏ lên như vậy nha, ok không? Rồi, để em tháo ra cho mình coi cái khác nữa nha. Thắt lưng nhỏ đi, thắt lưng nhỏ có cái này. Thắt lưng này là TL37 hình cái bông lúa. TL37 hình bông lúa nha, thì cũng vậy thôi. Dây chung nè, rồi có bao da ngay đầu khóa nè. Rồi khóa cũng kim loại hình cái bông lúa luôn. Rồi thắt lưng này là TL37. TL37 giá 55. TL37 giá 55. Đặt đơn thầm bên ngay cho em TL37 kèm số điện thoại giá 55. Đó, thắt lưng nhỏ nhỏ, bản nhỏ vừa phải dễ mang. Bản này thì 3 phân rưỡi, bản hồi nãy thì 5 phân, 4, 5 phân gì đó, 4 phân rưỡi, 5 phân xem đó. Rồi, và ngoài ra em sẽ lên cho mình cái thắt lưng này hình cái cành lá. Thắt lưng này mã của em nó là TL35. TL35 cả nha. Rồi, giá của em nó bao nhiêu ạ? Cũng 55 cành luôn. Thắt lưng bên nhà em thì đa số là đồng giá 55 cành hết ha. Rồi, cái này là TL35. TL35 cả nha, giá 55.000, giá 55.000. Sáng em xả tóc ra cả nhà. Sáng em xả tóc ra để dễ đội nón lên. Em mà búi tóc lên một cái là thôi, đội nón là nó nhỏng lên trời luôn. Rồi, cái này là TL35, giá 55 ha. Rồi, bây giờ em sẽ thay đầm khác. Đầm em đang mặc trên người mã 1588 cả nhà mình ơi. Đang theo dõi like, cho em xin một nút chấm tương tác với bài like của em nha. Cả nhà cho em xin một nút chấm tương tác với bài like của em nha cả nhà ơi. Thích cái mã váy nào cứ việc comment ngay cho em mã số với số điện thoại cho em là được. Đầm đang mặc trên người mã 1588 ha. Mã 1588 em sale luôn, giá của em nó sẽ là 159.000 đồng. Chỉ còn có giá là 159.000 đồng thôi ạ. Rồi thay thêm nha cả nhà, cùng xem thêm một cái mã váy khác. Váy hoa trên tường em có treo một số mẫu á, cả nhà nghĩ thử coi có thích cái nào không nha. Thôi lên cái này đi, 159.000 sale đi. Đầm này đủ size này cả nhà ơi. Đây cái này đủ size nè, chứ cái thái nè, mềm mát luôn. Màu tươi tươi luôn. Rồi đây. Chị khách nào đang kiếm cái màu tươi tươi lấy cái này đi. Này là tươi không bằng tươi luôn rồi. 1681. Em đang mặc trên người mã 1681 để em coi còn không. Ui à, ui à, còn. Còn đủ size cả nhà ơi. 1681 em đang còn đầy đủ 4 size nè. Em còn cho các chị đẹp mình size M, L, XL và là cả 2XL luôn. Rồi mã của em đó là 1681 cả nhà, 1681 nhanh tay dùng em nha. Chất cát thái, nền vải là màu xanh navy. Có phối cho mình họa tiết cánh bướm và có phối cho cả nhà mình cúc ngọc trai phía trước như thế này. Cúc đầu tiên trên cùng thì mình có thể tháo ra được nha. Cúc đầu tiên trên cùng là mình có thể tháo được ra nha mấy chị ha. Rất là xinh luôn. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã của em nó là 1681, giá là 159.000 đồng. Đặt đơn comment ngay cho em mã 1681 và số điện thoại, giá sẽ là 159.000 đồng nha. Chúc ngay trong bài lại stream ngày hôm nay cả nhà. 1681 ui da. 1681 159 đây, chất cát thái, họa tiết như thế này. Đường may thì siêu đẹp, đường may thì cái nào cũng như cái đó thôi. Rất là xinh luôn. Chất cát thái nha. Cái vải này may một lớp có túi luôn, dán xẹt ở tầm này. Đó, đứng xa cho cả nhà xem. Ok không ạ? Xinh nha. Rồi, sale luôn. 159.000 đồng. Chấm bi hả chị ơi? Đây, coi chấm bi có cái này đang sale còn 199. Chấm bi có cái này em đang sale còn 199.000 đồng. Lên đơn cho mấy chị yêu mình luôn nha. Chờ xíu chút mà em thay ra. Rồi. Thích cái nào cứ chốt đơn như cả nhà ơi. Lên cho mình cái màu rêu kéo này đi. Đó. Rồi, xanh rêu nè, hoa tulip nè. Rồi màu này màu cam đất nè, ủa màu nâu cam nè, hoa nhí nè, rồi hoa, rồi cái này là màu xanh ngọc nè, đó có đầy đủ hết luôn, thích cái nào thì chốt cái đó. Rồi tiếp tục nha cả nhà ơi, mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1681,
1681 chỉ có 159.000 đồng thôi chứ các Thái. Cái này vải đẹp, mềm, nhẹ, chất mát, xè xè cho mình như vậy luôn nè. Váy này em may cho cả nhà một lớp, thiết kế thêm 2 túi nha. Và có khóa kéo nằm bằng sau lưng. Mã của em nó là 1681. Rồi sale luôn cả nhà ơi, 159.000 159 ha. Ok, chấm bi đúng không chị ơi? Rồi em lên tiếp chấm bi chà. Chấm bi thì em còn có vài cái thôi, em sẽ sale luôn cho mấy chiếc đẹp mình luôn chị con. 199.000 đồng. Chém xíu nha. Chấm bi. Mẫu chấm bi này mã số của em đó là 1725 ạ. Tiếp tục đầm em đang mặc trên người, mã số của em nó là 1725. Đầm này thiết kế sẽ là cổ đắp chéo. Cổ đắp chéo nha. Tay ngắn, có nhánh eo. Đó, cái dáng đầm nè. Đầm này đầm chữ A đi ra là 7 mảnh. Phía trước em mang cho mình là 3 mảnh, sau lưng là 4 mảnh rồi ráp lại vào nhau nha. Tạo thành một cái đầm chữ A 7 mảnh rất xinh luôn. Rồi, mẫu em đang mặc, mã của em nó là 1725. 1725. 725. Chất này là chất liệu vải lay dông nha cả nhà nha. Vải lay dông cũng là họ nhà thun á. Cái mấy cái vải trên tường là vải IT hàng. Vải IT hàng cũng là thun, thun IT hàng, còn cái này là thun lay dông. Thì cái thun lay dông nó sẽ co giãn nhiều hơn cái thun IT hàng. Cái chất mềm mát thì y như nhau, không có khác biệt gì nhiều đâu. Y chang á, hầu như là y chang nhưng mà nó co giãn nhiều hơn nữa. Ha. Rồi đầm này em còn cho cả nhà size ML với size XL, 40kg cho tới 75kg, eo 95 độ về cho em nha. Đó, rất là đẹp luôn. Nền xanh navy có phối cho mình chấm bi màu này lên rất là trắng luôn. Rồi em sale cho cả nhà luôn, giá bao nhiêu ạ? 199. 199.000 đồng, mã của em đó là 1725. Chị nào mình đặt đơn cứ việc bình luận ngay cho em mã 1725. Và số điện thoại cho em là được giá ngày hôm nay chị có là cả nhà cứ mua đi cả nhà nha. Cái mẫu này cả nhà mình em khuyên thiệt luôn, cứ mua cái này. Cứ mua cái này, nó lên dáng rất đẹp. Cái đầm này lên dáng rất đẹp luôn. Phía trước là em mang cho mình là 3 mảnh, sau lưng là 4 mảnh và đầm này không có nhấn eo. Đầm này là không có nhấn eo nhưng khi mặc lên nó cũng bo nhẹ cái phần eo và đi ra chữ A cái phần chân váy như thế này. Có túi, dáng maxi dài luôn, chỉ có 199.000 đồng. Cái đầm này khi mà mình vô mua về nhà mình mặc lên người thì mình sẽ rất là bất ngờ. Mình rất là bất ngờ cả nhà ơi. Tại vì nó lên dáng rất đẹp ha. Chị nào mà nghe em nói là đầm 7 mảnh á thì mình nên mua cái nha, mua một chiếc về nhà mặc thử coi sao. Đó, ưng thì quay lại để mua tiếp. Tại vì đầm 7 mảnh bên nhà em hiện tại đang có nhiều mẫu. Em có hoa tulip nè. Rồi em có thêm màu xám nè. Nè, em có thêm màu xám nữa nè. Đó là đầm 7 mảnh ha, đầm 7 mảnh. Với cái đầm 7 mảnh là lá bướm á, hồi nãy em đưa lên cho mình có cái nơ ở đây á. Thì cái đó còn mười mấy chiếc à, là em hết luôn rồi. Cái lá bướm em mang rất chạy luôn, hết rồi. Với lại cũng về trước cho em bán hết trước. Đây, cái này em về sau cũng còn hai mấy chiếc nè. Đó, còn ít rồi cả nhà ơi, tầm 7 mảnh xinh lắm. Nhiều chị khách mua 4 mẫu 7 mảnh bên nhà em luôn. Rồi, em đang mặc trên người mã 1725 nha. Lên thắt lưng cho mình nha. Cả nhà cho em xin 30 giây lên thắt lưng nha. Em có thắt lưng này, đây là cái thắt lưng quốc dân. Tại vì thắt lưng này mình phối với đầm nào cũng đẹp. Đó, chút nữa em phối vô với đầm khác nữa cho mình coi thử. Cả nhà muốn em phối thắt lưng nào cứ bình luận nha, em phối thử cho mình coi với các đầm luôn. Thắt lưng này là TL36, phối vô cái nhìn em nhỏ gọn liền, thấy không? Có điểm nhấn cái phần eo nữa, 55.000 thôi, bền lắm cả nhà ơi. TL36, giá của em nó sẽ là 55.000 ha, TL36 giá 55. Cả nhà đặt đơn bình luận ngay cho em TL36 kèm xuyên hoạt. Đây, cái khóa nè cả nhà ơi, nó sẽ được đóng vào dây da như vậy luôn. Và đường may da này em sẽ may đúp lên đây luôn cho nó rất là bền. Đường may đẹp cho cả nhà mình nè. Da thì mềm, không có sợ bị gãy hay bị gấp khúc gì hết. Mềm dẻo nha, khóa nè. Đóng vào dây da kỹ như vậy luôn. Ok không mấy chị? Ủa mấy chị ấy, rất là đẹp luôn. Rồi cái này là TL36 nha. TL36 phối vô lại chân cái coi nữa nè. Đó đẹp không? Cả nhà thấy nó nguyên khối vậy á, mình sợ nó không đẹp đúng không? Nhưng khi phối vô nó rất đẹp. TL36 phối vô rất đẹp luôn. Rồi, ít nhất là phải có một chiếc. Rồi, cái hình trái tim đó nè. Cái này hình trái tim nè. Cái này là TL47, hình trái tim với cái nơ nè. Nơ sắn qua nè. Cũng đóng như da vậy luôn. Đó. Chung này chung dày luôn ha. Chung này có độ co giãn cho là tầm bao nhiêu cân mình mang cũng vừa. Rồi, thắt lưng này là TL47.
TL47 cả nhà nha, TL47. Giáp em sẽ là 55.000. Ô lộn nha, 55.000 cả nhà, 55.000 TL47, 55.000 luôn. Đẹp không cả nhà? Thắt lưng hình trái tim. Chị nào chưa có thắt lưng trái tim thì chốt cái này nha. Rồi tiếp tục, chị em xíu nha. Hay tiếp cho cả nhà thắt lưng này màu nâu. Chị nào chưa có thắt lưng nâu thì lấy cái này. Cái này là TL30, chất liệu y chang nha, khác cái màu thôi. Chất liệu y chang nha mấy chế. Cũng là dây da, dây chung nè, bao da nè, rồi khóa kim lại nè. Cái này là TL30. Rồi sau cái thắt lưng này em sẽ thay đầm nha. Giá 55.000. Đó, 55.000 thôi. Còn đầm em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1725. 1725 ngày hôm nay shop trước cho cả nhà luôn. Giá sẽ là 199.000 đồng. Đặt đơn comment ngay cho em mã 1725 với số điện thoại dưới gì nè. 1725 với số điện thoại cho em là được. Em tư vấn và chị hàng cả nhà nha. Giá ngày hôm nay chỉ có là 199.000 đồng thôi. Rồi ok, tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã váy khác. Ơn đầm mà mình tranh thủ lên đơn chút là dùng em nha. Mã số với số điện thoại xin mà được em tư vấn cho nhà ơi. Rồi đây, hay tiếp cho mấy chị đẹp mình cùng xem thêm cái mã đầm khác nha. Ui da, ui, đầm 99.000 đấy mấy chị ơi. Quên nữa cái nhà ơi. Lên xe váy 99 đầm cho mấy chị đẹp mà. Ủa em để đâu mất tiêu rồi, à đây nè. Rồi đây nha, xe rẻ cho mấy chế mình trong hôm nay luôn, chỉ còn có giá tiền là 99 cành một em đồng này thôi. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em nó là 1613. Rồi TL13 chị lại vô TL13. A à, TL13 là cái tí nỉ luôn, nhỏ xíu xíu luôn. Đúng không ta? TL13 má nhỏ quá, nó núp ở đâu rồi em không thấy nữa ta. À đây là còn 9 cái. Mấy nay trở trời quá mấy chế ơi, em hay bệnh quá. Rồi đây, a à, đây này chị ơi, đây nó đây. Rồi TL13, dây chung nhưng mà chung này thì bằng da, dây chung này bằng da nha, đường may nè, nhìn đường may dùng em nhé. Rồi khóa kim loại nha mấy chế ha, đính cái hạt ngọc luôn, đóng vào dây da, trời ơi, cái khóa chút quéo luôn, cũng đóng luôn, rất kỹ luôn nha, rất kỹ lưỡng luôn. Chắc quá trời, chắc tay lắm. Rồi, thắt lưng này là TL13. TL13. Rồi, giá ngày hôm nay nhiêu cả nhà ơi? 50.000. TL13 giá 50.000. Đặt đơn một lần ngay cho em TL13 kèm số điện thoại giá 50.000 nha. 50 cạch đó. Còn đầm em đang mặc mã là 1613. Đầm em đang mặc trên người mã 1613. Giá của em đó là, giá của em nói ngày hôm nay sẽ là 99.000. Đầm 1613 giá 99 cả nhà ơi. Đầm 1613 giá 99. Để rồi đặt đơn mình lần ngay cho em phía dưới mã số 1613 với số điện thoại. Đầm này thiết kế sẽ là cổ lục giác nha. Tay lỡ vai bồng có nhấn eo và dáng đầm phông xòe như thế này. Mấy này em mang cho cả nhà hai lớp, hai túi, có khóa kéo nằm bằng sau lưng ha. Rất là đẹp luôn. Đầm đang mặc mã của em nó là 1613. Thắt lưng này mã số của em nó là TL13. Kèm luôn cho em cái số điện thoại là được. Em tư vấn và chàng chị sao cho cả nhà mình nha. Trời ơi xinh dễ mang luôn á. Chốt đơn liền dùm em, hôm nay đặt cái gì cũng được sale hết. TL13 là 50.000. Đầm đang mặc trên người là 1613 giá 99.000. Cái đầm này chất liệu vải của em nó là dòng vải von nha, von kim tuyến. Và cái này là em sẽ dệt chị kim tuyến, giặt tay dòng mới thoải mái. Màu đen đứng gần hơi chát nhẹ, mình nhìn đỡ dùm em nha. Trời ơi xinh quá rồi nhà ơi. 1613 ngày hôm nay sale rẻ luôn, chỉ có 99.000 đồng. Ủa trời ơi, đây. Ôi em biết rồi mà em quên ghi em. Rồi 1613 cả nhà ơi, 99 nha, 99. 55kg eo 73, 55kg eo 73 mang vừa cái này, eo 73 đổ về nha. Eo 65 cho tới eo 73. Eo 65 cho tới eo 73 mang vừa đẹp thoải mái, eo 60 thì bóp eo. Rồi, đầm này mã 1613 giúp em, 1613 giá 99. Ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã váy khác nha. Vậy một tí. Xem tiếp cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác. Rồi, cái mã này sang nè. Cái mã đầm này sang nè mấy chị ơi. Ui.
chiều chị Khánh hỏi cái này mày lắm nè, 1706 nè. Để em coi coi nó có bị lẻ cái gì không nha. Rồi, tiếp tục mẫu em đang mặc mã số của em đó là 1706, đồng ý cái sẽ là cổ đắp chéo nha. Cổ đắp chéo tay lỡ vai bồng, ôm eo nè, dáng đầu phông xòe dài, đẹp quá trời. Ủa sao vậy ta? Sao giờ này nhìn mình béo dữ vậy trời? Tại giờ thấy em có tròn không cả nhà ơi? Có béo dữ không ta? Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1706. Em đang mặc mã số của em đó là 1706 à, 1706. Chị này mình đặt đơn có việc bình luận ngay cho em 1706 với số điện thoại giùm là được ha. Có nhánh eo dáng đầu phông xòe dài, cao 1m65, đầm đầy mặt dài tới cổ chân. Đó, nền đen có phối cho mình ở tiết chiếc lá nha thầy ơi. Đầm này chiếc y tê hàng nè, vải dày nhưng mà mềm, có co giãn, mặt mát luôn. Mã của em nói là 1706. 1706 cả nhân. Rồi đặt đơn cái mã váy này bình luận ngay cho em mã số 1706 và số điện thoại. 259.000 đồng, form đẹp ha. Form này sang nè cả nhân, 1706 cái form này sang nè. 259.000 đồng sang quá trời sang luôn á trời ơi. 259.000 dùng em, chất đẹp có co giãn luôn. Váy này em may cho cả nhân một lớp, thiết kế thêm cho mình hai túi hai bên và có khóa kéo nằm đằng sau lưng. Mã của em đó là 1706. Chị nào mình đặt đơn cứ việc bình luận nghe cho em mã nha, 1706 và số điện thoại cho em là được. 1706 và số điện thoại cái nhơi 259.000 đồng thôi. Xuất sắc chưa? Váy đẹp, mềm mát một lớp kèm được cả hai túi luôn. Và cái đầm này nó sẽ đẹp hơn khi cả nhà mình phối vô thêm một cái thắt lưng. Cái thắt lưng gì đây? Cái thắt lưng này nè. Cả nhà mình phối thắt lưng vô là đẹp hơn hẳn luôn, đẹp thêm đất nữa luôn á. Đó, đẹp không các nhà ơi? Sang chảnh liền. Thắt lưng này là TL36 nha. Thắt lưng này là TL36 nha. Còn đầm em đang mặc trên người là 1706. Thấy cái thắt lưng này là TL36 nha mấy chế. TL36 giá 55 cành nè. Rồi, với lại mình phối cái thắt lưng này đẹp nè. Dành xíu nha. Nói chung là phối với mấy cái thắt lưng bạn to, mấy thắt lưng bạn to dễ phối lắm các nhà ơi. Những cái đầm á mà nhiều họa tiết như vậy nè, hay là những cái đầm có cái bảng đi qua như vậy nè, cả nhà phối cái thắt lưng bảng to vô á thì rất là dễ lên form đó. Trời ơi, cái TL32 đỉnh chưa, cả nhà thấy đẹp chưa? Phối TL32 vô là đẹp liền đúng không? TL32 giá 55.000. TL32 sang lắm cả nhà ơi, giá 55.000 đó. Thích thì chốt đơn liền giùm em. Đầm đang mặc trên người mã của em đó là 1706. Đầm em đang mặc trên người mã của em đó là 1706. Đặt đơn thầm anh nghe cho em 1706 với số điện thoại. Còn thắt lưng này mã số của em đó là TL32 kèm số điện thoại. Giá của em đó ngày hôm nay chỉ có 55.000 đồng thôi. TL32 giá 55. Đặt đơn thầm anh nghe cho em TL32 kèm số điện thoại. Rồi tiếp tục đây. Hoặc là lấy cái thắt lưng này cũng được nè. Thắt lưng này là TL31 này cả nhà. Đính ngọc, đính đá, tùm lum hết trơn. Mấy cái thắt lưng mình nhẹm là bao đẹp, xuất sắc. 55.000 đồng mình mua thử một cái về thôi, thấy ưng thì mình mua tiếp rồi nha. Đó, cái này lên cũng đẹp nè. Cái này lên thì nhìn cái đầm của mình nó dịu ha. Nhìn cái đầm của mình nó dịu ha. Xinh nha. TL31 giá là 55.000 luôn. Rồi ok, em thay đầm khác nha. Mẫu em đang mặc trên người mã của em đó 1706 nha. Chỉ cách là mình đặt đơn cứ việc bình luận ngay trên mã 1706 và số điện thoại cho em là được. Giá ngày hôm nay chỉ có là 259.000 đồng. Đó, còn chị nào thích nóng thì cứ nhắn tin nha. Trời, hôm nay em không có kẹp tóc lên nè cả nhà ơi. Hôm nay em không có cột tóc và không bới tóc lên để đỡ nóng nè. Đó, ngày nào mà em bới tóc lên mấy chị yêu mình hả yêu cầu em đỡ nóng quá trời luôn. Hôm nay em xả tóc nè, em để tóc thẹp xẹp xuống luôn để đỡ nóng mà mấy chị yêu mình không có yêu cầu gì hết trơn hả. Rồi đây, thay tiếp cho mình xem thêm mã đầm khác. Đầm nào đây ta? Đầm này đi. Sale luôn cho cả nhà mình 129.000. Đầm này chất liệu vải của em đó là dòng vải cô tông lạnh nha cả nhà ha. Mẫu em đang mặc mã số của em đó là 1515. Đầm em đang mặc mã số của em đó 1515 cả nhà. Đầm này thiết kế sẽ là cổ vét. Cổ vét nha. Tay ngắn, nhánh eo, dáng đầu phông xòe xòe.
Rồi mẫu em đang mặc, mã số của em nó là 1515. 1515 cả nhà ơi. Sale luôn ngày hôm nay nha. Rồi em sale luôn cả nhà ơi. 129.000. 129.000 đồng, mã của em nó là 1515. 129.000 đó. Cả nhà đặt đơn cứ việc bình luận ngay trên mã số 1515 với số điện thoại trên bài được nha. Xin nha cả nhà ơi. Đẹp quá, đầm này trước lời vải của em mấy dòng vải cô tông lạnh. Vải cô tông lạnh thì sao cả nhà, nó dày dặn đó. Không những nó dày dặn nè, đó, nó còn êm mềm mát nè, lê phong đứng phong. Chân váy thì sẽ có xếp ly đều từ phía trước ra tới phía sau như thế này cho mình luôn. Mã của em nó là 1515 đó. Chị nào mà đặt đơn cứ việc bình luận ngay cho em mã 1515 với số điện thoại nha. Chỉ còn có giá là 129.000 đồng ngày hôm nay nha. Rồi mẫu máy này cũng đã khép lại live stream trưa ngày hôm nay các em rồi. Chị nào vào sau có thể coi lại ha, hoặc là mình đón xem những bài live stream kế tiếp của bên em. Chiều tối hôm nay thì tầm 7 giờ sẽ có một bài live stream nữa, cả nhà nhớ đón xem nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà nào. Chúc cả nhà có một buổi trưa thật là vui vẻ nè.